Phúc là ông ơi, thấy máy quay ông đứng sau tôi ngay máy quay không à? Tiếp là C2. Cái của bạn mà tôi mới lấy hồi hút cái của tao quấn bể miệng bể họng rồi. Hư họng. Quá là phát à. Thời quay phim nói chuyện mấy nghe mới hay chứ. Nè, bộ đôi hoàn hảo đang ngồi chung với nhau đâu. Cột lại. Lấy dây cột lại. Ừ. Đi lại lột chói nè. Ừ. Nó quánh vô cái mỏ của thằng kia luôn rồi. Nó quánh vô cái mỏ của thằng ngồi thằng sáu luôn rồi. Đây hai gương mặt thân quen nè, quay lại cho khán giả xem nè. Đây. Bên đây đá đồng năm sảy nè. Phúc Chiro và tiếng nói thông mềm mới phát lên. Bên đây đá đồng nè. Rồi, sao kỳ vậy? Học sinh mà tơ mà muốn xì là xì à? Bỏ lùng té luôn. Đâu. Châu nào bay tới đây chứ vậy? Quá tốt rồi, nay đều ráo. Học sinh ở thành phụ huynh hết rồi. Ừ. Còn cái nào cái tướng phụ huynh quánh học sinh đây nè. Vô đây. Cậu vẽ ta biết là cái lồ gì tập. Thầy Quy thì bạn biết rồi. Bên gì cho anh nó đưa cho thằng Bình ăn là đưa cho thằng Bên. Bạn giặt lưới thua ta. Bắt luôn đây ăn luôn ăn hai điểm. Bạn đâu muốn ăn cái bắt lưới cái nó ăn hai điểm. Này, bây giờ giả lao mà nói chuyện Phúc XO, Phúc Chiro nói chuyện với Thông Mền nè. Đây. À không, bữa đó còn hảo. Từ từ. Của ai à? Chú áo cam thua nhưng mà chú kia trả tiền. Chú nào? Chú quần đen đang ngồi hút thuốc. Đầu hồng không? Có không? Chờ là 5 phút. Nó phát không đó hay thiệt. Lưới bên đây nè. Đúng rồi, có lưới lên không lẽ bắt lưới bồ người ta. Đúng rồi, phải có lưới bồ địch phải không? Hết biết được đường không mày. Đúng rồi, libero luôn. Rồi xong, bể cái họng. Còn có ăn chơi à. Ôi.
Bảo quá bảo. Cái banh này là xém lưới hai người. Ảnh thì mới đánh tỏi với ớt mày. Anh ảnh đang kia với ớt mày có gì đâu. Đây cuốc mọi cái banh lên. Trời ơi, quýnh úi. Anh này quýnh mà gặp cái ké là không đi đâu hết. Mới thua mới gặp mặt. Ông mà nó mới thua gặp mặt chứ sợ hả? Lộn chuyện hồi tới trụ ô tô luôn. Ngoài gì lụng bay lú cái ngực chảnh luôn. Bay dữ lắm. Anh quay cái clip này hôm nay là có người hẹn mà đã công liền luôn. Quá sung. Có kìa. Đây đây đây. Nào mà nó bắt một cái kỳ không là bung mấy ông liền. Quánh vô là chắc anh đó anh lại lấy liền. Lấy cái răng lại. Bỏ hết đừng nghĩ là anh lại lấy à. Lấy răng lại à. Ồ nó phát. Ui. Rồi xong. Quá à, anh xô lưng quýnh luôn rồi. Bây giờ lùng mở thủ lên nó chèn lùng luôn nghe không. Nó phát hay quá hay vậy ơi. Mình trao băng lại à.